Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghê. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về truyện hay sách nào nhé. Chương 271, khác biệt. Trước ánh nhìn chăm chú của lão thái thái nhánh cả, Lâm Di không nói câu nào. Lão thái thái nhánh cả để Bạch Mama đỡ mình đứng lên, vẫy tay với Lâm Di, ta mệt rồi, để Lục nha đầu ở với ta là được. Lâm Di tiến lên đỡ lấy tay bà. Trần Doãn Viễn đổ mồ hôi, không dám nói gì thêm, khom người nhìn lão thái thái nhánh cả đi vào buồng sưởi rồi lui ra ngoài. Bạch Mama rót 2 chén trà, Lâm Di ngồi trên phản, nhìn hoa văn trên chén trà, đang suy nghĩ miên man thì trên tay chợt có xúc cảm ấm áp, nàng nhìn thấy một bàn tay nhăn nheo đang khe khẽ vỗ về mình. Tổ mẫu đã cao tuổi thể rồi mà vẫn phải bận tâm về nàng. Bây giờ phải là nàng chăm sóc giải sầu cho tổ mẫu, giúp cha bảo vệ gia đình này, sao nàng có thể lười nhác buông xuôi được chứ? Lâm Di chỉnh đốn tâm trạng, cười nhìn lão thái thái chi trường, đồ đạc trong phòng tổ mẫu thay đổi hồi nào vậy à? Bộ chén hồng phấn này trông tinh xảo thật, lão thái thái chi trưởng tuy đã già, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như trước, bà mỉm cười, ngồi xa ta như vậy làm gì, lại gần đây coi. Bấy giờ Lâm Di mới chợt nhận ra mình đang ngồi trên phản, bình thường mỗi khi về nhà là nàng đều bám sát bên người tổ mẫu. Nói cho ta nghe đi, cháu đang khó chịu có đúng không? Trên người lão thái thái chi trưởng thoang thoảng mùi thuốc, Lâm Di ngửi thấy mùi hương này, chợt thấy vừa quen thuộc vừa ấm áp. Không ạ, Lâm Di lắc đầu, con chỉ đang lo cho cha. Lão thái thái chi trưởng thở dài, trong vô vàn ưu điểm của cháu có đúng 2 khuyết điểm. Đó là cố chấp và thích giấu hết tâm sự trong lòng. Phàm cháu quá thông minh, cũng quá tự lập, như vậy tuy rất tốt, song lại phải gánh chịu nhiều đau khổ. Cháu nhìn Trịnh lão phu nhân đi, tuổi tác bà ấy lớn hơn ta nhưng công việc phải lo toan lại nhiều hơn hẳn. Lâm Di bị câu nói sau cùng chọc cười, mấy hôm trước cháu còn hâm mộ Trịnh lão phu nhân dự liệu như thần đấy à? Ừ, lão thái thái nhánh cả khép hờ mắt. Bà già đó quả thật thành tinh rồi. Lão thái thái nhánh cả để Lâm Di nằm trên đùi mình, nhưng Trịnh các lão cũng chỉ là một thư sinh đọc sách, dã tâm không lớn, có thể lên làm các lão đều nhờ bị vợ thúc giục nghiêm ngặt cả. Còn Chu Thập Cửu lại có dã tâm quá lớn. Lão thái thái nhánh cả ngồi dựa vào gối, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông có hoài bão, phụ nữ như chúng ta mãi mãi không hiểu được. Họ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt hay vì một người phụ nữ mà buông bỏ công danh, mặc dù cũng có những lúc họ mất kiểm soát, làm ra những hành động không lý trí. Nhưng cái mặc dù đó rất hiếm thấy. Lâm Di hiểu rất rõ lòng dạ Chu Thập Cửu. Từ trước tới nay, Chu Thập Cửu không bao giờ mạo hiểm, không phải chàng không có chỗ đứng, chẳng qua chàng muốn chọn thời cơ thật thỏa đáng, một thời điểm thật chắc chắn để lấy lại vị trí của mình thôi. Cho dù thật sự ủng hộ vị vương gia nào, chàng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, chàng biết cách bảo vệ bản thân mình. Lão thái thái nhánh cả nói tiếp, không phải vì lý do này mà cháu không muốn gả cho ngài ấy sao? Bây giờ cha cháu đã chọn nhị vương gia, đó là hoài bão của nó muốn nhờ đó mà lưu danh. Nó thường xuyên làm những chuyện nguy hiểm kia, tuy không phải vì ham mê tiền tài, nhưng cũng không hẳn là không cần danh tiếng. Giống như thế. Mặc dù quận vương gia đã cưới cháu, nhưng cũng không lấy gì bảo đảm ngài ấy sẽ dốc sức cho nhà chúng ta cả. Lâm Di cúi thấp đầu nhìn xuống, sau khi thành thân, sự phòng bị nàng dành cho Chu Thập Cửu ngày càng vơi bớt. Nàng luôn cho rằng, chí ít Chu Thập Cửu sẽ không làm hại cha, nhưng thực tế thì cho dù Chu Thập Cửu chỉ khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể trách chàng sai được. Lâm Di khẽ nói, cha cũng không còn cách nào. Nhà chúng ta và nhà mẹ của Hoàng hậu nương nương có quan hệ mật thiết, không thể trốn tránh được. Lão thái thái nhánh cả trợn trừng mắt, đừng nói đỡ cho thằng cha của cháu nữa. Nhà chúng ta không phải dòng dõi thư hương, thế mà lại nuôi nó thành một người cổ hủ như vậy, mở miệng toàn là khí khái, cả ngày đều dùng giọng điệu liều chết can gián của quan văn, nhiều lần làm mẹ cháu sợ tới mức khóc òa, chạy tới chỗ ta kêu khổ. Bao nhiêu người cam tâm chịu chết chỉ vì khí khái. Đây là một cái vòng luẩn quẩn, cuốn toàn bộ ngự sử, môn quan vào đó chịu chết cùng. Cha vào khoa đạo thì càng tệ hơn, luôn cho rằng can gián là trách nhiệm của bề tôi. thậm chí cho rằng vì thế mà chết chính là vinh quang của gia tộc. Lão Thái Thái nhẹ giọng nói, cháu đã làm rất nhiều việc vì gia đình này, ngộ nhỡ thật sự có ngày quận vương gia không thể bảo vệ được cha cháu, cháu cũng đừng vì vậy mà làm khó mình. Nói gì tổ mẫu cũng là người nhìn xa trông rộng, những việc người ngoài không nhìn thấu, bà đều rõ ràng. Khi tới thời điểm mấu chốt, Chu Thập Cửu nhất định sẽ hy sinh cha. Lâm Di khẽ gật đầu, tổ mẫu yên tâm, cháu biết mà. Xuất giá tổng phu, nàng không thể đưa ra yêu cầu với Chu Thập Cửu, nàng chỉ có thể theo bước chân của chàng, quán xuyến gia đình cho tốt, an ổn làm khang quận vương phi, gả cho Chu Thập Cửu rồi, nàng không chỉ là con gái của cha nữa, mà còn là một người vợ. Lâm Sương đưa Lâm Di tới cửa Thủy Hoa, Lâm Di nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Sương, trong lòng bỗng cảm thấy hâm mộ. Nàng muốn một cuộc sống thanh bình, nhưng điều đó càng ngày càng ngoài tầm với, trong lòng nàng chỉ đọng lại những ký ức thời thơ ấu ở Phúc Ninh. Buổi tối về lại phủ, Lâm Di đợi tới rất khuya vẫn chưa thấy Chu Thập Cửu trở về, Quất Hồng đành đi trải giường để nàng ngủ trước, tối qua không ngủ, thành ra hôm nay vào giấc rất nhanh. Trong lúc ngủ, Lâm Di mơ màng cảm nhận được Chu Thập Cửu lên giường nằm, duỗi tay ôm nàng vào lòng. Sáng hôm sau, khi Lâm Di thức giấc, Chu Thập Cửu vẫn chưa rời giường. Lâm Di khẽ ngẩng đầu, liền thấy trán xót xót, chưa kịp né tránh thì Chu Thập Cửu đã cúi đầu, cọ cọ vào trán nàng, vừa ngửa vừa đau. Lâm Di nghiêng đầu tránh, thuận tiện nhìn thấy trên chiếc cằm cương nghị của Chu Thập Cửu mọc đầy râu xanh mới nhú. Chu Thập Cửu cúi đầu cười, Nguyễn Nguyên, ta nuôi dâu trông có đẹp không? Chỉ ai đến tuổi của cha mới thích nuôi dâu thôi, Lâm Di nói, khi nào làm cha rồi ngày mới có thể để dâu. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di thật chặt, đặt tay lên bụng nàng, Nguyễn Nguyên phải sớm sinh con cho ta, chờ tới khi con lớn, ta sẽ nuôi dâu dài, đóng vai một người cha nghiêm khắc. Chu Thập Cửu đâu cần giả vờ mới có thể là một người cha nghiêm khắc. Bình thường trông luôn ôn hòa mỉm cười mà vẫn khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp đầy thôi. Lâm Di đứng dậy lấy quần áo mặc vào, quận vương gia nên dậy rồi, lát nữa ngài còn phải tới nha môn. Chu Thập Cửu lại vươn tay ôm nàng vào lòng, Nguyễn Nguyên đừng đuổi ta đi mà, đã nhiều ngày rồi ta không ở nhà. Thế mà không về nhà lại trở thành cái cớ, Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, nhắm mắt lại, được, vậy hôm nay quận vương gia đừng tới nha môn nữa. Chu Thập Cửu ôm chặt Lâm Di, nở nụ cười như có không như không. Tào Phúc than phiền trong nhà cứ liên tục sai người tới hỏi khi nào hắn về. Sao Nguyễn Nguyên không phải ai tới hỏi thăm ta vậy? Đây là lần thứ hai Chu Thập Cửu nhắc tới Tào Phúc. Lần đầu tiên là kể việc vợ Tào Phúc không thích việc Tào Phúc nạp thiếp. Hai vợ chồng vì vậy mà bất hòa. Lần này là việc vợ Tào Phúc sai người hỏi Tào Phúc bao giờ mới về nhà. Hai chuyện này đều khiến người ngoài chế cười. Nhưng nghĩ lại, vợ Tào Phúc ngoài việc chẳng khéo léo lắm thì rất quan tâm săn sóc chồng. Không giống như nàng, chu đáo trong mọi chuyện nhưng vẫn luôn che giấu tâm sự với Chu Thập Cửu. Nàng không muốn hỏi Chu Thập Cửu không phải vì sợ không nhận được đáp án mình muốn, mà là vì trong lòng nàng đã có sẵn đáp án rồi. Tiễn Chu Thập Cửu đi rồi, dưới mái hiên, Lâm Di gặp thân Mama bề một chiếc hộp, bà ta cười nói. Lão phu nhân bảo nô tỳ mang ngân lượng để phát cháo miễn phí đưa sang cho quận vương phi. Lâm Di ngạc nhiên, sao lại dùng bạc của lão phu nhân? Thân Mama cười đáp, lão phu nhân nói mình muốn dẫn đầu đoàn phát cháo từ thiện thì nhất định phải tự bỏ bạc ra. Lâm Di không thể làm gì hơn ngoài việc nhận chiếc hộp từ tay thân Mama. Đến tối, Chu Thập Cửu gọi Chu Nguyễn Quý tới, mấy người cùng đi tới phòng Chu lão phu nhân. Chu Nguyễn Quý cầm chiếc hộp cho tất cả người trong phòng nhìn qua một lần. Sau khi tất cả đều ngồi xuống, Chu Thập Cửu nói, lần phát cháo từ thiện này để nhị ca sắp xếp đi, mở lều cháo bên nhà tổ cũng tăng thêm thể diện cho nhị ca. Chu lão phu nhân ngẩn người. Chu Nguyễn Quý vội vàng từ chối, việc này, đều do người trong nhà xử lý, ta chưa từng làm bao giờ. Lâm Di nói, thấm nương sẽ điều thân Mama đi với nhị bá. Nếu bên nhà Tố không đủ nhân lực thì có thể mượn người ở bên này sang, sẽ không phiền đến nhị Tấu đâu. Chu lão phu nhân nhìn Lâm Di, mắt Lâm Di sáng lên, cũng nhìn lão phu nhân. Nàng chỉ là con dâu mới vào cửa, thay vì theo thông lệ giao bạc cho Tôn Thất Doanh để cùng nhau dựng lều phát cháo, nàng lại cảm bạc của lão phu nhân đi làm một mình. Bên Tôn Thất Doanh sẽ nói nàng là dâu mới mà thích chơi trội, nói không chừng còn truyền ra tin nàng tham lam tiền bạc của Chu lão phu nhân nữa. Vậy nàng sẽ nhận đó phân rõ giới hạn với cả gia đình Chu lão phu nhân luôn. Chu lão phu nhân phải dùng hết mọi thủ đoạn để cứu Chu Nguyễn Cảnh là việc của bà ta, không liên quan gì tới bọn họ. Chu lão phu nhân trầm ngâm. Chu Thập Cửu buông chén trà trong tay, Thẩm nương khuyên nhị ca đi, chúng ta vừa mới lập phủ, không nên tách rời với Tôn Thất Doanh. Chu lão phu nhân miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn Chu Nguyễn Quý, con hãy về thương lượng với Quách thị xem nên làm thế nào cho ổn thỏa. Chu Nguyễn Quý ôm chặt hộp bạc, đồng ý. Cho tới khi Chu Thập Cửu và Lâm Di rời đi, Chu lão phu nhân mới cười khẩy, bọn chúng thế này là muốn phân rõ giới tuyến đây mà, nhưng vậy cũng tốt. Nói đoạn, bà ta nhìn Chu Nguyễn Quý, con về trước đi. Chu Nguyễn Quý rời khỏi viện. Thân Mama đỡ Chu lão phu nhân tới buồng sưởi. Chu lão phu nhân nói, giờ Nguyễn Cảnh gặp chuyện không may, bọn chúng lại mặc kệ, thầy Quảng Bình hầu gặp khó khăn, Nguyên Triệt cũng không thể giang tay giúp đỡ. Mắt thân Mama sáng lên, nói vậy. Mọi chuyện đã định sẵn rồi. Chu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, ta cũng nghe được vài tin tức ở chỗ tin thân Vương Phi. Nói rồi bà ta nhìn sang thân Mama, ngày mai ngươi cũng ép người nói ra đi. Xem hai đứa bọn nó còn có thể phu thê đồng lòng không? Sau khi quận Vương Phi biết được, bên kia chắc chắn sẽ ồn ào. Thân Mama không giấu được nụ cười, vui mừng đáp lại, nô tỳ hiểu rồi. Về tại Nhị Tiến Viện, Chu Thập Cửu đi gặp phụ tả, Lâm Di ngồi trong phòng thêu thùa may vá. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng báo, có một vị họ Phùng tới, quận Vương gia đã đi sang thư phòng ngoại viện rồi. Là Phùng Tử Anh, những chuyện Chu Thập Cửu không tiện ra mặt đều do Phùng Tử Anh thực hiện. Mí mắt Lâm Di khẽ nhảy, trong lòng chợt thấy không yên. Chương 272, sợ hãi, 1. Chu Thập Cửu rất ít khi gặp phụ tá ở nhà, hôm nay còn đặc biệt gọi Phùng Tử Anh tới. Lâm Di dặn Cùng Mama, đừng để bất cứ ai tới làm phiền, chỉ để lại hai bà từ hầu hạ bên ngoài thôi. Nàng lo nha hoàn nhỏ tuổi làm việc không chu đáo. Cùng Mama vâng dạ rồi lập tức đi sắp xếp. Phủ Khang quận Vương vẫn đóng cửa như giờ thường lệ, tới sáng hôm sau, Chu Thập Cửu và Phùng Tử Anh mới ra khỏi thư phòng. Bà từ ngoài cửa nói, điểm tâm đã được chuẩn bị xong, quận Vương Phi hỏi quận Vương gia muốn dùng ở thư phòng hay ở buồng sưởi bên cạnh à? Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể quán xuyến việc nhà thật chu đáo. Chu Thập Cửu nhìn Phùng Tử Anh, chúng ta tới buồng sưởi đi. Phùng Tử Anh vươn vai, xoay người, nhe răng cười, vậy thì càng tốt. Bụng ta đã đánh trống kêu than từ lâu rồi. Lâm Di chỉ bảo Mama chuẩn bị một vò rượu nóng, Chu Thập Cửu còn phải tới nha môn, không thể nào mang cơ thể toàn mùi rượu mà đi được, uống vài chén rượu nóng để xua tan hàn khí thôi. Ai ngờ chỉ trong thời gian một chén trà, Cùng Mama đã tới nói, vị Phùng gia kia đã uống 3 vò rượu rồi. Lâm Di kinh ngạc nhìn Cùng Mama, còn quận Vương gia? Cùng Mama khẽ đáp, quận Vương gia không uống nhiều lắm. Nếu không muốn Phùng Tử Anh uống rượu, Chu Thập Cửu đã sớm mở miệng rồi, vậy nàng cũng không cần phải lo, Phùng gia muốn uống bao nhiêu cứ mang lên bấy nhiêu. Dám uống nhiều như vậy thì chắc hẳn không phải tới nha môn rồi. Lâm Di nói xong, Cùng Mama còn đứng bên cạnh mãi chưa đi. Lâm Di lại ngẩng đầu lên hỏi, còn có chuyện gì sao? Cùng Mama nói, là nàng dâu thứ hai của nô tỳ dẫn nha hoàn vào trong hầu hạ. Sáng sớm hôm nay nàng không có gọi nàng dâu thứ hai của Cùng Mama tức vợ Cùng Nhị qua đây phục vụ, Cùng Mama bèn phân phó nàng ấy tới ngoại viện. Cùng Mama nhỏ giọng kể, có nghe được vị Phùng gia kia nói về quận Vương Phi. Lâm Di im lặng nhìn Cùng Mama. Vị họ Phùng kia hỏi quận Vương gia rằng nên tính sao với bên quận Vương Phi bây giờ. Cùng Mama nói xong bèn cúi đầu. Những chuyện này bà vốn không nên kể lại, nhưng bà sợ quận Vương gia đang giấu giếm chuyện gì đó. Nói thế nào thì bà cũng là người hầu của quận Vương Phi. Lâm Di nhìn sang chỗ khác, hỏi, vậy quận Vương gia đáp thế nào? Cùng Mama nói, quận Vương gia không đáp lại, vị họ Phùng kia cũng không hỏi nữa. Chu Thập Cửu không nói gì thì đương nhiên Phùng Tử Anh sẽ không hỏi lại. Mắt Lâm Di sáng lên, nàng một tiếng rồi nhìn Cùng Mama. Mama cứ đi làm việc đi. Cùng Mama im lặng lui xuống. Một lát sau Chu Thập Cửu về phòng thay quần áo để tới nha môn. Lâm Di kiễng chân cài cúc áo cho chàng, cài tới chiếc cúc áo trên cùng, tay nàng bỗng bị nắm lấy. Lâm Di ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Chu Thập Cửu, đôi mắt trong trẻo của nàng luôn luôn được bao phủ bởi sự bình tĩnh, chưa bao giờ thay đổi. Chu Thập Cửu vuốt ve ngón tay của Lâm Di, em may vá ít thôi, tay đỏ lên hết rồi. Nói rồi, chàng chạm vào khóe mắt Lâm Di, mắt cũng đỏ này. Lâm Di mỉm cười, sắp tới mùa đông rồi, đúng lúc trong nhà có tấm lông thú vừa mới săn, ta khâu vào cổ áo cho ngài, sắp xong rồi, mấy hôm nữa là quận vương gia có thể mặc. Đôi mắt Chu Thập Cửu sáng lên, lại có quần áo mới mặc. Lời này như thể quận vương phủ cắt giảm ăn mặc của chàng không bằng. Tối hôm qua rảnh rỗi, nàng bầm tay tính toán, bọn họ thành thân chưa tới một năm. Khi nàng mới gả vào, Chu gia có thợ may thường dùng, y phục người đó may cho Chu Thập Cửu đều rất vừa vặn. Chuyện quần áo mũ nón Chu Thập Cửu thường không ý kiến gì, để mặc nàng sắp xếp. Nhưng từ khi được nàng tự tay may quần áo cho, mặc kệ đồ thợ may chuyên nghiệp làm tốt tới đâu, đồ của nàng luôn sẽ khâu thêm viền, thêu hoa văn chìm ở ống tay áo, đổi cúc áo đặc biệt, Chu Thập Cửu đều rất thích, cho nên bắt đầu chê bai đồ thợ may làm, không muốn mặc nữa. Tất cả phục trang chàng mang theo khi đến kinh đô phụ đều do nàng tự tay may thêu. Tựa như chỉ cần nàng không chịu may thêm thì Chu Thập Cửu cũng sẽ không có quần áo mới mặc. Hay nghe nói người xuất thân từ nghiệp binh đao rất dễ hầu hạ, nhưng Chu Thập Cửu tại cố chấp vô cùng. Mỗi khi về nhà, chàng đều ăn đồ nàng làm, giường cũng phải do nàng trải, tắm cũng không gọi nha hoàn, vô cùng nhiều việc. Chỉ cần Chu Thập Cửu về nhà thì hai người đều cùng nhau làm những chuyện vụn vặt này. Lúc mới thành thần, trong lòng nàng còn tồn tại sự phòng bị và không cam lòng, nhưng bởi bị chàng viện đủ lý do mà nàng có rất ít cơ hội ở một mình, những chuyện ngày nào cũng làm nhưng cứ giống rồi lại khác, vì những thay đổi ấy quá nhỏ nên nàng chưa bao giờ để ý tới. Rốt cuộc nàng và Chu Thập Cửu đã thay đổi tới mức nào? Tiễn Chu Thập Cửu đi rồi, Lâm Di cũng mang theo bánh trái lên xe đi tới Tôn Thất Doanh. Phủ Tín Thân Vương phải là nàng đích thân đưa tặng, còn lại thì để Mama dựa theo bối phận mang qua. Lâm Di vừa vào của Thủy Hoa, Tưởng Thị đã ra đón. Hai người sóng đôi đi về phía vườn hoa, dường như nghe thấy âm thanh gì đó vọng ra từ hàng trúc. Lâm Di ghé mắt nhìn vài lần, Tưởng Thị khẽ nói, ta cố tình tới tìm muội đẩy, sợ muội đến bên kia lại bị làm khó dễ. Chuyện gì vậy? Lâm Di ngạc nhiên, đằng kia hình như có tiếng ai khóc. Tưởng Thị nói, là vị tẩu tử ở nhà Trung Quân Vương đấy. Mấy hôm trước, hôn phu của nàng ấy uống say ở phủ Tín Thân Vương, sáng hôm sau về nhà còn dẫn theo một nha hoàn, qua 2 ngày đã nâng lên làm di nương. Vị tẩu tử đó giận lắm, nhưng không dám tỏ ra ghen tuông, hôm nay lấy lý do huynh đệ trong nhà không thể tìm cho nàng ấy một người chồng tốt mà ngồi đó khóc. Tuy mọi người đều an ủi nàng ấy rằng muốn tìm một người chồng tốt đầu khó, nhưng trong lòng đều biết đã xảy ra chuyện gì, bằng không sao đương sự lại tới phủ Tín Thân Vương khóc lóc. Trưởng bởi tặng thiếp vì trượng phu say rượu thất lễ, loại chuyện thể này dù gặm răng thì cũng phải cố mà nuốt xuống. Vợ hiền đều để chống nạp thiếp, nhưng có mấy ai cam tâm tình nguyện đâu. Tưởng Thị cười khẩy, một cây làm chẳng nên non, nếu nói là đàn ông đều bị hại nên mới phải cưới vợ bé, vậy thì đánh giá bọn họ quá cao rồi. Lâm Di nghe thể bèn nhìn Tưởng Thị, Tưởng Thị đón nhận ánh nhìn của Lâm Di, không buồn giấu giếm. Mẹ chồng ta ban thưởng nha đầu sang, hôm qua ta đã chuẩn bị xong đồ cưới cho nàng ta, hôm nay sẽ gả nàng ta. Lâm Di kinh ngạc nhướng mày, tỷ gan thật. Tưởng Thị bĩu môi, ta có liều mạng chịu mắng cũng không thể nhượng bộ cho tử yêu tinh đó vào cửa. Khi ta chưa vào cửa thì thôi, nhưng giờ đây đã gả qua rồi thì phải thay đổi thông lệ đó. Ta không phải người hiền thục dịu dàng gì, việc gì phải sợ tiếng xấu bên ngoài. Chu Nguyên Kỳ đã hòa ly một lần rồi, Cùng Lãm lần này lại bỏ vợ tiếp thôi, nhưng chắc cũng phải đợi tới vài năm nữa, khi nào ta thật sự không sinh con được cơ. Chu Nguyên Kỳ từng hòa ly đã mất thể diện lắm rồi, lại bỏ vợ lần nữa không biết người ngoài sẽ bàn tán ra sao. Quan trọng nhất là, từ khi Tướng Thị vào cửa, Chu Nguyên Kỳ đã bớt phóng túng rất nhiều. Trưởng bối trong nhà đầu thế đế Chu Nguyên Kỳ trở lại bê tha như trước, Tưởng Thị nắm rõ điểm này nên mới dám làm vậy. Lâm Di và Tưởng Thị đi ngang qua hành lang. Tưởng Thị gạt chuyện này qua một bên, hỏi Lâm Di, bên quận vương gia phải làm sao bây giờ? Nghe nói Hoàng thượng nói không tin lời sấm được nữa. Hôm qua có một vị đạo sĩ ở Thượng Thanh Viện giải thích lời sấm không thích đáng, bị Hoàng thượng hỏi khó rồi sai người lôi ra ngoài đánh suýt chết. Hoàng thượng không chỉ tin lời tiên tri mà còn đích thân lý giải nó, nên đạo sĩ không dám nói nhăng nói cuối trước mặt Hoàng thượng. Không giải thích bị coi là bất tài, nhưng giải thích lung tung thì lại phạm tội khi quân. Bây giờ không tìm thấy đệ tử chân truyền của Chân Am, bên cạnh Hoàng thượng lại không có lấy một đạo sĩ đáng tin nào, tựa như một người què chân mà không có quái trượng chống đỡ vậy. Hoàng thượng đăng cơ khi còn nhỏ, thường xuyên bị quần thần áp đảo nên sinh ra mẫn cảm đa nghi. Khuyết điểm đó vừa trùng hợp được ghi trong sách sấm truyền. Nếu trong sách không nhận định Chân Long Thiên Tử tương lai sẽ lập lại kỳ cương phép tắc, Hoàng thượng đã chẳng nghiêm túc chỉnh đốn những tiêu cực trong triều suốt vài thập niên qua. Hậu quả của việc Chu Thập Cửu giết đạo sĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Lâm Di nghĩ. Luận về chính sự, dù sao nàng cũng chỉ là nữ quyền trong nhà, sao có thể so được với Chu Thập Cửu. Đương nhiên Chu Thập Cửu đã lường trước được kết quả này. Lâm Di cẩn thận nhớ lại, khi Chu Thập Cửu chuẩn bị lên đường tới kinh đô phụ đã từng nói chàng không hề có ý định muốn giết đồ đệ của Chân Am, rốt cuộc điều gì đã khiến chàng thay đổi ý định. Mọi người đều ngồi trong phòng của tín thân Vương Phi, khi nói tới việc tặng bánh tới Từ Ninh Cung mừng lễ trùng cửu, ánh mắt của tín thân Vương Phi lập tức rơi vào người Lâm Di, hoa đăng đêm trung thu chúng ta dâng cho cung yến đều được mang ra trưng bày, vẫn là người trẻ tuổi khéo tay, lần này làm bánh hoa ta cũng không nhúng tay vào đầu, mấy đứa tự xem mà làm rồi để Khang quận Vương Phi mang vào cung đi. Tết trung thu và trùng cửu không hề giống nhau, Tết trung thu do Hoàng hậu nương nương chủ trì. Còn trong lễ trùng cửu, lễ kính trưởng bối là ngày các mệnh phụ tiến cung chúc mừng Thái hậu nương nương. Hôm Tết Trung Thu ở trong cung rất thanh bình, nhưng bây giờ vì bệnh tình của Hoàng thượng mà trở nên ảm đạm. Tín thân Vương Phi nói được nửa câu, Lâm Di đã đoán được ý bà. Tưởng Thị bên cạnh nhíu mày liếc Hiến Quận Vương Phi, vừa định mở miệng thì Lâm Di đã mỉm cười, cung kính đáp ứng. Mọi người rời khỏi phòng của tín thần Vương Phi. Tưởng Thị kéo tay Lâm Di, muội có thể viện có không khỏe rồi từ chối là được mà. Hiến Quận Vương Phi nói, nữ quyển trong cung nhiều như vậy, thiếu muội cũng có sao đâu. Lâm Di cười nhìn Tưởng Thị và Hiền Quận Vương Phi, tin tức trong cung bình thường có muốn cũng không nghe được, ta tiến cung chưa hẳn đã là chuyện xấu. Hiến Quận Vương Phi trợn tròn mắt nhìn, muội thật sự muốn đi à? Có một số việc dù muốn tránh cũng không tránh được. Muội không biết nhị thẩm điện thị của muội đâu. Hiền Quận Vương Phi hạ giọng kể, bây giờ thì đã thành tâm phúc bên người Ngũ Vương Phi rồi. Lần này Hoàng thượng bệnh nặng, Thái hậu nương nương mải trụ trì chùa Thanh Hoa tới cầu phúc. Việc Ngũ Vương Phi tụng kinh Phật rồi khiến Thái hậu nương nương phải nhìn nàng ta với con mắt khác đều là công của nhị thẩm muội đấy. Trần nhị thái thái Điền thị chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Cứ như vậy, phủ Quảng Bình Hầu càng bị cô cập dữ hơn. Mọi người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến cửa Thủy Hoa, sau đó ai nên xe người nấy hồi phủ, Cùng Mama đã sớm chờ ở cửa quận Vương Phủ, Lâm Di được Quất Hồng đỡ xuống xe. Cùng Mama đi theo Lâm Di về Nhị Tiến Viện, dọc đường bà kể lại chuyện trong phủ, phủ Quảng Bình Hầu gửi bánh hoa biểu cho lão phu nhân. Lâm Di gật đầu, vào trong phòng. Cũng Mama sai mấy hạ nhân trong phòng ra ngoài rồi hầu hạ Lâm Di thay y phục. Thấy ánh mắt Cũng Mama cứ cấp tóe, Lâm Di hỏi thăm, bà mới nói, sau khi quận Vương Phi đi tới Tôn Thất Doanh, nô tỳ nhận được một phong thư. Phong thư đó được nhuộm màu đỏ, không có tên người gửi, nô tỳ vẫn chưa dám mở ra. Nói là thư gửi tới cho Cùng Mama, nhưng rất có thể là gửi cho nàng, nếu không sao lại nhuộm màu đỏ. Cũng Mama lấy phong thư ra khỏi ngực áo đưa cho Lâm Di. Dưới ánh đèn, cá thư này vô cùng chói mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 273, Sợ hãi 2. Cùng Mama là người đáng tin cậy nhất trong số các hạ nhân của Lâm Di, chỉ cần Lâm Di nói một tiếng, bà nhất định sẽ theo đó mà làm. Lâm Di xảy ra chuyện gì, Cùng Mama cũng sẽ nỗ lực che giấu. cho nên nếu muốn gửi phong thư này cho Lâm Di thì đưa tới tay Cùng Mama là thỏa đáng nhất. Cùng Mama chậm rãi lui xuống, Lâm Di ngồi trong buồng sưởi, suy nghĩ xem có nên mở ra xem hay không. Quất Hồng cầm lò sưởi tay vào đưa cho nàng. Lâm Di nhận lấy lò sưởi tay, cho Quất Hồng lui xuống, do dự mãi mới mở lá thư trong tay ra. Trên bức thư là nét chữ tinh tế, mảnh mai theo thể chữ Liễu, người có thể viết được chữ Liễu của thời Chu không nhiều lắm, tác giả của bức thư rõ ràng là Lâm Chính Thanh. Trong thư viết rằng muốn trèo cao là mưu cầu thường tình của con người, muốn cầu bình an cũng không phải chỉ có ở chùa Thanh Hoa. Những lời nói tưởng như không liên quan đến nhau được đặt cùng một chỗ khiến người khác không hiểu, nhưng nàng lại mơ hồ nắm bắt được ý nghĩa trong đó. Lâm Di ném bức thư vào chậu than sưởi dưới chân. Bức thư nhanh chóng bén lửa, ngọn lửa bập bùng biến thành nhiều đốm lửa nhỏ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lâm Di nhìn hồi lâu mới rời mắt đi. Đốt xong lá thư, Lâm Di cho Quất Hồng mang vài tấm bình phong tới để thiêu. Đến tận khuya Chu Thập Cửu vẫn chưa về, Đồng Ninh tiến vào báo, quận vương gia còn bận nhiều chuyện bên ngoài, bảo người nhà không cần chờ đợi. Lâm Di sai Bạch Thược lấy áo khoác lông cừu của Chu Thập Cửu đưa cho Đồng Ninh, sau đó đi trải giường chuẩn bị ngủ. Mấy hôm nay nàng vô cùng mệt mỏi, chân cũng tê cứng khác thường. Lâm Di co chân lên định đọc sách một lúc, nhưng lại vô thức thiếp đi. Những chuyện mà khi tỉnh táo nàng luôn lảng tránh, song lúc ngủ mơ lại bị điều khiển bởi bản năng, vừa nhắm mắt lại thì những ký ức từ kiếp trước lại ùa về. Nhiều lần Lâm Di cau mày muốn tỉnh lại, cố giãy giụa nhưng chỉ càng khiến nàng ngủ sâu hơn. Mắt thấy từng lưỡi dao đã tiến sát tới gần, Lâm Di nắm chặt tay, theo bản năng kéo Tiểu Tiêu Thị bên cạnh. Các nữ quyến đều đang né tránh, nàng còn mơ hồ nghe thấy được tiếng hát của Tưởng Thái Thái và Tưởng Thị trong xe ngựa, âm thanh ấy cứ xa dần. Xe ngựa không chạy kịp, chỉ còn có thể hy vọng tránh được kiếp nạn từ tay phản quân. Trong chớp mắt, họ đã bị phản quân vây quanh. Phía nhà Tốt Cửu có mấy hạ nhân bảo vệ nữ quyền trong nhà, Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị lùi lại mấy bước, phản quân nhìn nhau rồi xông lên, vài gia nhân bị chém, máu thịt văng tung tóe. Từ xưa tới nay Lâm Di chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, nhưng không ngờ bản thân lại không quá kinh hãi, nàng chỉ nhìn đau đáu, trong lòng đã không còn chút hy vọng nào. Gia nhận nhà Quốc Cửu bắt đầu che chở đám nữ quyền tách dần ra khỏi phản quân, Tiểu Tiêu Thị và Lâm Di cũng vội vàng đi theo. Nàng quay đầu lại, Quất Hồng, Linh Lung bị phản quân tách ra không biết đã lạc đâu rồi. Lâm Di nhìn xung quanh bằng ánh mắt mờ mịt, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ ung dung đó, bây giờ đang cưỡi ngựa nên càng uy vũ. Kiếm của phản quân nhẹ nhàng bị hất văng, trận hình của phản quân bắt đầu rối loạn, dần mở ra một con đường. Tiểu Tiêu Thị kéo theo Lâm Di muốn xông thẳng qua, Lâm Di nhìn người ấy, muốn mở miệng nói nhưng chẳng hiểu vì sao lại do dự. Tại sao nàng lại do dự? Lâm Di lập tức hiểu ra. Thái thái nhà Quốc Cửu hô lên, quận vương gia, quận vương gia. Nàng không ngừng tự nhắc nhở chính mình, người trước mắt sẽ không giúp đỡ nàng và mẫu thân. Khang quận vương và Châu Lăng Huyên có hôn ước, đó là rể hiền nhà Quốc Cửu. Châu Nguyên Triệt đã bỏ rơi Trần gia ngay từ lúc cha nàng bị bắt vào ngục rồi. Tiểu Tiêu Thị nói là Khang quận vương, nhanh nhanh lên. Chúng ta qua bên đó, Tiểu Tiêu Thị muốn tiến tới kéo tay Lâm Di. Lâm Di nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên Triệt lướt qua nàng và Tiểu Tiêu Thị, rồi lại rời về phía Châu Thái Thái nhà Quốc Cửu và Châu Lăng Huyên, mạnh mẽ xông tới. Chu Nguyễn Triệt cầm kiểm tiến lên phía trước, khiến bọn phản quân cản đường sợ tới run rẩy. Trong chốc lát, y đã bảo vệ nhóm nữ quyền nhà Quốc Cửu sau lưng mình. Lâm Di quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Tiểu Tiêu Thị. Vô ích thôi, bây giờ Khang quận vương và Quốc Cửu đã đứng chung một chiến tuyến, Trần gia bọn họ là quân cờ bị bỏ thí, Chu Nguyên Triệt sẽ không dành bận tâm đến mẹ con nàng vào lúc này. Chu Nguyên Triệt đã không cần Trần gia nữa, càng không cần phải giúp đỡ nữ quyến Trần gia. Bây giờ, việc phải làm là dốc toàn lực bảo vệ Châu Thái Thái và Châu Lăng Huyên, đó cũng là lý do y tới đây. Giúp mẹ con nàng chỉ là chuyện lãng phí thời gian, rất có khả năng sẽ khiến Châu Thái Thái và Châu Lăng Huyên gặp phải bất trắc. Bên tai truyền đến tiếng gọi của Tiểu Tiêu Thị, Lâm Di quay đầu, có phản quân chuẩn bị xông tới đây. Tiểu Tiêu Thị nắm tay Lâm Di thật chặt, vốn đã xác định rằng hai mẹ con sẽ chết chung một chỗ, nhưng đến lúc này mới hiểu sâu sắc rằng, so với đám người đó, họ yếu ớt tới đáng thương. Càng ngày càng nhiều phản quân lao tới, trong chớp mắt phu xe đã bị giết chết, con ngựa hí lên rồi khuỵu xuống trong vũng máu. Không còn xe ngựa thì sao đám nữ quyền có thể chạy trốn được? Có chạy nhanh cỡ nào cũng sẽ bị bắt kịp. Tên cần đầu lớn tiếng hỏi, Khang Quận Vương, thế tử của Thành Quốc Công đang ở đâu? Chỉ cần người tiết lộ thế tử đang ở đâu, ta sẽ thả các ngươi đi, sao hả? Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Di thấy trên cổ lành lạnh, sau cảm giác đau nhói là có chất lỏng ấm áp chảy ra từ vết cứa. Châu Thái Thái và Châu Lạng Huyện ăn mặc khá đơn giản, các nữ quyền lại rất ít khi gặp người lạ, nên bọn phản quân này đương nhiên không biết đâu là nữ quyến nhà Quốc Cữu, bèn tóm lấy Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị, cho rằng đã nắm được đằng chuối. Lưỡi dao cứa vào da thịt, sắc mặt Tiểu Tiêu Thị tái nhợt, run rẩy không nói nên lời. Lúc này Chu Nguyên Triệt mới nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt vô cảm. Tính mạng đang giãy giụa trên lưỡi dao kia vốn không hề liên quan đến y, chẳng ai ngờ được, trước khi cha bị bắt vào ngục, y còn tới của nhà nàng cầu hôn. Rốt cuộc mạng người vẫn không thắng được quyền lợi, Khang Quận Vương cũng không phải người tử tế như cha vẫn thường ca ngợi. Lâm Di nghĩ tới đây thì bật cười, cuộc sống chính là như vậy, sinh mạng mình quý trọng trong mắt người khác chỉ bé bằng con kiến. Tiểu Tiêu Thị vẫn còn trông chờ Khang Quận Vương có thể cứu mạng. Ngược lại Lâm Di sợ Khang Quận Vương mở miệng sẽ trở thành bùa đòi mạng của nàng. Nàng vật vã tìm đường sống trong trận lửa, trao đổi quyền lợi với Lâm Chính Thanh mới có thể đưa mẫu thân rời khỏi thành, cẩn thận từng bước nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào kết cục như vậy. Đây chính là kết quả mà nàng dốc sức đổi lấy ư? Lâm Di chỉ chờ đợi khoảnh khắc kia, dường như có tiếng ngựa không ngừng vó, Lâm Di cố gắng phân biệt quá khứ và hiện tại. Bà điên này, bên tai truyền tới giọng nói hổn hển của quân phản loạn, Lâm Di cảm nhận được thanh kiếm kể trên cổ hơi lỏng đi. Bắt lấy cơ hội này, Lâm Di dùng toàn lực đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ. Nàng chạy được hai bước thì chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Tiêu Thị. Lâm Di quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Tiêu Thị đang cắn chặt cánh tay của một tên phản quân. Phản quân đá mạnh vào người Tiểu Tiêu Thị, vung kiếm chém vào lưng bà. Lâm Di vừa thảng thốt vừa sợ hãi, muốn xông lên kéo Tiểu Tiêu Thị lại thì tay bị người khác nắm chặt. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy Chu Nguyên Triệt. Chu Nguyên Triệt kéo tay nàng vào lúc này, phản quân sẽ cho rằng nàng là nữ quyền nhà Quốc Cữu, và Tiểu Tiêu Thị chính là Châu Thái Thái. Chu Nguyên Triệt cố tình làm cho phản quân hiểu nhầm. Quả nhiên tên phản quân kia kéo Tiểu Tiêu Thị đã ngã xuống đất dậy. Lâm Di còn chưa hoàn hồn thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa, là một trong số xe ngựa của nhà Quốc Cữu. Phản quân ép xe ngựa dừng lại, vung kiếm xông lên muốn đón người ngồi trong xe. Xem ra người trong xe chính là thế tử của Thành Quốc Công mà mấy tên loạn quân đang tìm kiếm. Khi chúng còn đang vây quanh xe ngựa, Chu Nguyên Triệt đã cầm kiếm xông tới. Tên cầm đầu đón lấy Tiểu Tiêu Thị từ một gã binh sĩ, cười lạnh hỏi, Khang Quận Vương có thể trơ mắt nhìn nhạc mẫu chết ở đây à? Lâm Di ngơ ngẩn nhìn Tiểu Tiêu Thị người đầy máu, bật thốt lên, bà ấy không phải Châu Thái Thái, chúng ta vốn theo Tưởng lão ra rời khỏi thành. Đương nhiên tên cầm đầu không tin lời nàng, nhìn lướt qua mặt nàng, lại nhìn Chu Nguyên Triệt bên cạnh. Lâm Di nhìn về phía Chu Nguyên Triệt và nữ quyền Châu gia bằng ánh mắt trông mong. Không một ai mở miệng, Châu Thái Thái sợ hãi, vẻ mặt áy náy, Châu Lăng Huyên thì trốn sau lưng Châu Thái Thái, nắm chặt tay áo bà. Tới thời khắc này, ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình, không ngại dùng tính mạng người xung quanh để trao đổi. Tiểu Tiêu Thị vốn mang bệnh nặng, bây giờ còn trọng thương sao có thể trụ được nữa. Bà như con rồi không cảm xúc bị người ta điều khiển, nhìn vào gương mặt thân thương của Lâm Di, khàn giọng thúc giục, nhanh chạy đi. Nhân lúc bốn phía hỗn loạn chạy trốn, dù sao phản quân cũng bận canh chừng xe ngựa hết rồi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Di lại không nhấc bước chân được không được. Mẹ vì cứu nàng mà bị thương như vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn mẹ chịu chết. Lâm Di nhìn tên cầm đầu đang khống chế Tiểu Tiêu Thị, nói, Châu Thái Thái đang ở đâu? Khang quận vương bảo vệ ai thì người đó mới là nữ quyền nhà quốc cữu. Phản quân đã như kiến bò chảo nóng, không còn cách nào đành ném Tiểu Tiêu Thị chỉ còn chút hơi tàn sang một bên, rồi lập tức xông về phía Lâm Di. Nếu bị bắt thì chắc chắn phải chết, Lâm Di hiểu rất rõ điều này, nhưng bây giờ nàng đã chạy không thoát nữa. Phản quân giết nhiều người như vậy, sao còn đo đếm thêm vài tính mạng? Sao nàng còn vọng tưởng có thể khuyên bảo được bọn họ? Đôi bàn tay dính đầy máu tươi muốn bắt lấy Lâm Di, sức mạnh ghê gớm đó tưởng như có thể bóp nát xương cốt của nàng. Song ngay lúc đó lại có người kéo nàng sang một bên. Lâm Di quay đầu, nhìn thấy Lâm Chính Thanh. Lâm Chính Thanh đi rồi mà vẫn còn quay lại. Tên phản quân kia không tóm được Lâm Di, liền tấn công nhóm của Khang quận vương. Lâm Di vội nhìn sang Tiểu Tiêu Thị nằm trên đất, bà đã không còn hơi thở. Đi mau, xe ngựa đang chờ bên kia. Lâm Chính Thanh muốn kéo Lâm Di đi nhưng nàng lại không buông Tiểu Tiêu Thị ra. Còn không đi thì sẽ cùng chết ở chỗ này. Lâm Chính Thanh dồn hết sức lực kéo Lâm Di đi, Lâm Di mới đứng dậy. Xe ngựa gọi ông ta. Lâm Đại Thái Thái bi phẫn hét lên, xe ngựa kia đã bị người nhà quốc cữu cướp mất. Lâm Đại Thái Thái sợ tới mức không ngừng kêu khóc, vén rèm xe gọi Lâm Chính Thanh. Phu xe nhà quốc cữu không hề quan tâm, điên cuồng thúc ngựa chạy. Nhìn thấy thể tử Thành Quốc Công lên xe, Châu Thái Thái cũng leo lên buồng xe. Lâm Di được Lâm Chính Thanh kéo, liều mạng chạy tới. Khi chỉ còn cách xe ngựa mấy bước, một mũi tên tre bỗng bay tới cắm thẳng vào buồng xe. Sức sống là thứ mà không ai có thể ước lượng được. Lâm Di chạy thật nhanh, tay nàng bấu chặt lấy buồng xe, phu xe cầm roi quất ngựa, Khang quận vương có từ trong xe ra. Lâm Di đón nhận ánh mắt của Khang quận vương, nàng không nhớ khi đó trong đôi mắt nàng có bao nhiêu vẻ cầu xin, chỉ nhớ từ trong xe truyền ra tiếng của Châu lão gia, quận vương gia mau lên. Không kịp nữa rồi, tay nàng bị Khang quận vương gỡ ra, cặp mắt ấy tạnh cùng nhìn nàng, không hề do dự mà ném nàng xuống. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được cổng ngực đau đớn dữ dội, trái tim như thể vỡ nứt. Chương 274, đánh. Ngực đau nhói, tim tựa bị ai đâm một nhát dao, đau tới mức khiến nàng rơi nước mắt. Lâm Di cúi đầu nhìn trước ngực, lưỡi đao sáng loáng lộ ra trong nắng. Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa dần, xe ngựa đi xa rồi, phản quân vây tới, Lâm Chính Thanh hoảng sợ ra mặt. Mẹ chết rồi, nàng cũng không thể tránh được kiếp nạn này, công danh tốt đẹp mà Lâm Chính Thanh đã tính toán sẵn từ trước cũng vì thế mà bị chôn vùi theo. Thảo nào tất cả đều muốn trèo cao, gia đình quốc cữu có thân phận quý giá, vào thời điểm quan trọng có thể cướp xe ngựa của người khác để cứu nữ quyến nhà mình. Lâm Di nhìn Lâm Chính Thanh, khi con người sắp tận số, những ân oán từ trước dường như dần tiêu tan, nàng chỉ thấy tội nghiệp Lâm Chính Thanh đã tính toán ổn thỏa nhưng phải nhận lấy kết quả giống nàng. Không ngờ đến cuối nàng lại chết cùng một chỗ với Lâm Chính Thanh, Lâm Di nhìn Lâm Chính Thanh mỉm cười. Hóa ra là như vậy. Nhắm mắt lại, đời này coi như tận, kiếp này không thể tính toán nữa rồi. Trước mắt tối lại, Lâm Di thoáng giãy giụa, trong đầu lại hiện lên đôi mắt của Chu Nguyên Triệt. Bình tĩnh ung dung, vào giây phút cuối khi gạt tay nàng ra, trong mắt y không hề có biểu cảm nào, nàng van xin y như một kẻ ngốc, trông mong y niệm giao tình với cha mà đừng bỏ rơi nàng. Bây giờ nghĩ lại, Chu Nguyên Triệt bắt giữ thể tử của Thành Quốc Công, cứu cả nhà quốc cữu, chính là để thi công với Hoàng thượng, tính mạng của nàng và mẫu thân sao có thể quan trọng bằng tương lai và công danh của y. Nàng ôm vọng tưởng hão huyền, đúng là điều nực cười nhất thế gian. Lâm Di chìm trong suy nghĩ đó, gương mặt của Chu Nguyên Triệt càng ngày càng rõ ràng, nàng dùng hết toàn lực vung tay đánh, như muốn đập tan ác mộng. Một tiếng bốp, chát chúa vang lên, đập tan mộng cảnh, Lâm Di hoàn toàn tỉnh táo lại. Chu Nguyên Triệt thật sự đang ở trước mặt nàng, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên nay lại hơi kinh ngạc, cái tát kia của nàng đã đánh trúng ngay vào mặt chàng. Quất Hồng đang bưng trà tới hoảng sợ tới mức làm rơi chiếc khay trong tay xuống đất. Lâm Di như bị điện giật, đầu óc đang hỗn loạn bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Ban nãy, nàng vừa dung hợp cảnh trong mơ và thực tại vào nhau. Cứ tưởng mình đang ở trong mơ nên mới đánh Chu Thập Cửu. Kiếp trước nàng tuyệt vọng như vậy, bây giờ hoàn hồn lại rồi nhưng vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim đập mãnh liệt. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ tới việc có thể đảo ngược thời gian, mở ra cho mình một cuộc sống mới. Khoảnh khắc nhắm mắt lại kia, nàng cho rằng như vậy chính là cả đời. Còn bây giờ cha mẹ đều vẫn sống rất tốt, nàng cũng đang đứng trước mặt Chu Thập Cửu. Mọi chuyện xoay quanh nàng đều có biến hóa to lớn. Nàng bối rối nhìn xung quanh, Chu Thập Cửu dần bình tĩnh lại, trở nên yên tĩnh lạ thường. Chàng chậm rãi nắm lấy tay Lâm Di, thấy nàng kìm nén để không run rẩy, chàng thở dài, nói, không sao hết, Nguyễn Nguyên, em nhìn đi, ở đây không có người lạ. Nói đến đây, chàng khựng lại, dường như đang xem xét xem những lời mình nói có thể an ủi được Lâm Di hay không, ở đây là nhà em. Chu Thập Cửu cởi áo choàng bên ngoài ra, động tác rất từ tốn, sợ dọa tới nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di thật chặt, siết càng lúc càng mạnh hơn, chặt tới mức khiến cho Lâm Di không còn thấy lạnh, không còn run nữa. Nguyễn Nguyên đừng sợ, để ta bảo người hầu thắp thêm nhiều đèn hơn. Lâm Di lắc đầu. Cơn ác mộng này đâu phải chỉ cần ánh đèn là có thể xua tan, nó chân thật như vậy, vẫn luôn ẩn sâu nơi đáy lòng nàng. Mỗi khi nhìn thấy Chu Thập Cửu, nàng luôn sinh ra nghi ngờ, có lẽ bởi vì nàng không nhớ được mọi việc ở kiếp trước, nhưng lại nhớ kỹ đôi mắt bình tĩnh không hề dao động của đối phương. Quất Hồng vẫn còn đứng ngay một bên, Cùng Mama nghe thấy tiếng động bèn vào hỏi. Chu Thập Cửu bảo bà, Quận Vương Phi nằm mơ nói mớ, bà hãy đi lấy thêm lò sưởi tay tới đây. Cùng Mama đáp vâng rồi vội vàng kéo Quất Hồng lui ra ngoài. Lâm Di nhận lò sưởi tay Cùng Mama đưa tới, người dân ấm áp hơn, nhưng sự lạnh lẽo trong lòng vẫn không thể tiêu tan, dường như vẫn còn một thanh kiếm đang cắm vào tim nàng. Cho người bày cơm đi, Lâm Di sai bảo Cùng Mama. Cùng Mama lên tiếng đáp rồi chậm rãi lui ra ngoài, trước khi đi, bà ngẩng đầu nhìn Lâm Di với vẻ lo lắng. Lâm Di biết điều mà Cùng Mama đang lo là gì, Quất Hồng nhất định đã nói chuyện nàng đánh Chu Thập Cửu, Cùng Mama sợ phu thê hai người vì vậy mà sinh ra hiềm khích. Phải biết rằng nam giới coi trọng nhất là thể diện, nhất là tôn thất, ngày thường nói nặng cũng không dám hé một câu, chứ đừng nói gì tới việc đánh vào mặt. Dù là thê tử cũng không thể trắng trợn động thủ như vậy. Bày cơm ở trong phòng đi, phòng bên cạnh không có lò sưởi. Chu Thập Cửu ra lệnh cho Quất Hồng, lấy thêm bánh phục linh tới. Rồi chàng cúi đầu nhìn Lâm Di, tâm trạng của tổ mẫu không tốt, em cũng sai người biểu bà bánh phục linh đi. Nàng thường mang cơm cho tổ mẫu, Chu Thập Cửu thông minh, chi nhớ tại tốt, nhiều chuyện chàng chỉ nhìn qua là đã khắc ghi trong đầu. Vừa nãy nàng gặp ác mộng như vậy, có lẽ Chu Thập Cửu cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, giây lát sau hai người không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ khác. Chu Thập Cửu nói, ta đi thay quần áo, Lâm Di cũng định đứng dậy. Chu Thập Cửu ấn Lâm Di xuống giường, để nha hoàn hầu hạ là được rồi, em chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mai còn bận rộn chuẩn bị Tết Trung Cửu. Lâm Di làm theo lời Chu Thập Cửu, ôm lò sưởi ngồi trong phòng chỉ huy nha hoàn bày bát đũa. Trên chiếc bàn sưởi, nha hoàn bày bát đũa xong xuôi, chỉ cần đợi Chu Thập Cửu vào phòng là dọn thức ăn lên. Chu Thập Cửu mặc một bộ trường bào màu lam sẫm, vạt áo thêu hoa văn chìm. Đây là y phục do Lâm Di làm, chỉ có điều ở phần cổ áo hơi kỳ lạ, đầu một con cáo trắng lồ lộ ra đó. Lâm Di chăm chú nhìn kỹ, con cáo nhỏ trên cổ áo bỗng chuyển động. Lâm Di giật mình, dường như Chu Thập Cửu không kiên nhẫn như mọi ngày. Khi trước chàng luôn vòng vo bao lượt, nhất định phải lừa được nàng rồi mới chịu bỏ qua. Chu Thập Cửu tóm con cáo nhỏ lại, sáng sớm nay ta ra ngoài thành bắt được con cáo trắng này. Chàng giữ chặt chú cáo trong ngực, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lâm Di, rồi chậm rãi thả nó xuống nệm êm. Hai mắt thật to của chú cáo nhìn Lâm Di rồi nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu túm cổ chú cáo trắng, đưa tới tay Lâm Di, em thử sờ nó đi, lông nó mượt lắm, bình thường loài cáo này hay trải chuốt lông bên bờ suối, rất sạch sẽ. Trước khi gả cho Chu Thập Cửu, chàng từng muốn tặng nàng một con cáo trắng, tuy nàng rất thích nhưng không thể nhận. Lâm Di vuốt ve thân chú cáo trắng, lông chú cáo này mềm mượt hơn nàng tưởng, hoàn toàn khác với những bộ lông cáo nàng từng khâu làm cổ áo. Sờ đầu nó đi, là động vật hay con người đều không thích có gì đó ở trên đầu mình. Lâm Di đưa tay tới, chú cáo bạc khẽ lắc cái đầu nhỏ nhắn, Chu Thập Cửu mỉm cười, vẻ mặt chàng vô cùng dịu dàng, đừng sợ, em cứ giữ chặt điểm yếu của nó thì nó sẽ không cắn em. Biểu cảm chàng vẫn ung dung như bình thường, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng vẻ thiết tha khó tả. Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di, thả chú cáo trắng vào lòng nàng. Lần đầu tiên nàng đã trả lại con cáo trắng Chu Thập Cửu đưa tới, còn đây là lần thứ hai. Đây cũng là lần thứ hai Chu Thập Cửu nói về đặc điểm của cáo trắng, giữ chặt điểm yếu của nó thì nó sẽ không cắn. Lâm Di cúi đầu nhìn chú cáo bé nhỏ, ánh mắt rơi vào bàn tay Chu Thập Cửu đang nắm tay nàng. Giờ đây chàng đang nắm tay nàng, nhưng trong tương lai, có khi nào chàng lại vứt bỏ nàng như kiếp trước không? Lâm Di vuốt tóc mai. Ăn xong, Chu Thập Cửu không đi gặp phụ tá mà ở lại ngủ cùng Lâm Di. Đèn đã tắt, Lâm Di trằn trọc khó ngủ, Chu Thập Cửu bên cạnh lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Lâm Di thức dậy, trong phòng yên ắng không tiếng động, Chu Thập Cửu đã rời giường rồi. Lâm Di gọi Quất Hồng tới, "Quận vương gia đâu?" Quất Hồng đáp, "Quận vương gia đang gặp phụ tá trong thư phòng à?" Hoàng thượng bị bệnh, không cần lên triều, Chu Thập Cửu cũng được thong thả hơn. Lâm Di rời giường sai bảo nha hoàn chuẩn bị đồ ăn sáng, khi Chu Thập Cửu trở lại, chàng thấy Lâm Di đang may vá, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt trong veo nhìn chiếc kim khâu trong tay, không biết đang nghĩ gì. Chu Thập Cửu đứng bên cạnh cử nhìn như vậy, tới khi Lâm Di phát giác ngẩng đầu lên, chàng mới cười nói, "Đi ăn sáng với ta nào." Ăn sáng xong, tiễn Chu Thập Cửu đi rồi, Lâm Di bảo Cùng Mama chuẩn bị bánh trái để nàng mang vào cung tặng. Khi nội thị tới đưa thẻ bài tới, Lâm Di đã thay y phục dành cho tôn thất, lên đường tiến cung bái kiến Thái hậu nương nương. Lâm Di sớm đã biết chuyện này đi không hề dễ dàng, những lời Trịnh lão phu nhân nhờ Trịnh thất tiểu thư nói với nàng quả nhiên linh nghiệm ngay. Nữ quyền tôn thất tiến cung mừng lễ với Thái hậu nương nương, mọi người tụ họp ở thiên điện của Từ Ninh cung, rồi từng người được Thái hậu nương nương triệu kiến. Lâm Di bưng bánh đứng ở thiên điện chờ 2 canh giờ, nghe được tiếng công nhân mời từng người tới yến hội nhưng không đả động gì đến nàng. Công nhân trong thiên điện đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhưng không hé nửa lời với nàng. Tới khi yến hội kết thúc, mới có Mama tới nói với Lâm Di, "Thái hậu nương nương thấy không khỏe, Khang quận vương phi trở về đi." Lâm Di để lại bánh ở thiên điện, chúc Thái hậu nương nương thân thể an khang xong mới rời cung. Bên ngoài Từ Ninh cung không chuẩn bị kiệu, đối phương muốn nàng đi bộ ra ngoài đây mà. Lâm Di mỉm cười, khom người chỉnh y phục rồi theo nội thị đi ra cửa cung. Cũng Mama chờ đã câu, còng nóng như lửa đốt nên lập tức tiến lên đón nàng. "Quận vương phi trở lại rồi." Dứt lời bà đưa cỏ sưởi tay cho Lâm Di. Nô tỳ nhìn thấy các vị phu nhân liên tiếp lên xe ngựa mà mãi không thấy quận vương phi đâu. Ngồi xuống nệm êm ấm áp, cả người tiền thanh thản, thoải mái không nói nên lời. Lâm Di hít sâu một hơi, tựa đầu vào gối, không biết có phải do Cùng Mama cho phu xe bắt đầu đánh ngựa, Lâm Di nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa vừa đi, từ đâu loáng thoáng truyền tới tiếng khóc. Lâm Di nhìn Cùng Mama. Cùng Mama vén mảnh lên nhìn ra ngoài, lúc sau mới nhỏ giọng nói với Lâm Di, "Tiếng khóc là từ xe ngựa của chiết quận vương gia truyền ra à?" Ánh mắt Lâm Di hơi lấp lóe, người khác hẳn là chiết quận vương phi. Chiết quận vương và nhị vương gia khá thân cận, trong đám phu nhân vãn bối, Thái hậu nương nương chỉ không triệu kiến chiết quận vương phi. Bị Thái hậu nương nương xa lánh, nàng ấy chắc hẳn phải rất buồn. Trong triều đình chỉ mới đồn đại về chuyện tập chữa quân mà đã tiên tuy tới rất nhiều người. Những nữ quyến như các nàng chỉ vào cung tặng bánh mừng lễ trùng cừu cũng bị lạnh nhạt, có thể thấy được Thái hậu nương nương vươn tay dài tới đâu. Nàng không ngại chịu uất ức, nhưng phải xem uất ức này có đáng chịu hay không. Lâm Di giao việc cho Cũng Mama, sau khi trở về phủ hãy cho người mang trả lại hết những thiếp mời dự tiệc đi. Thái hậu nương nương không muốn triệu kiến nàng, đương nhiên nàng không nên lui tới tôn thất doanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 275, tìm cách. Về lại phủ Khang quận vương, Cùng Mama lập tức gọi Quất Hồng chuẩn bị nước nóng cho Lâm Di ngâm chân. Thiền điện của Từ Ninh cũng không được ấm lắm, nàng lại đứng bất động một chỗ, khí lạnh ngấm vào nền gạch đã ngấm vào lòng bàn chân nàng. May mà nàng đã có chuẩn bị từ trước, nếu không chắc đã bị tê cứng rồi. Cùng Mama lấy thuộc bột ra khỏi giày của Lâm Di. Đây là bột dùng gừng khô và nhục quốc gia thành, đắp vào lòng bàn chân để xua tan khí lạnh. Cùng Mama phủi bột thuốc, quả nhiên quận Vương Phi luôn có cách đối phó. Nhiều người đang trông chờ nhìn nàng chịu khổ như vậy, sao nàng có thể tự làm khó dễ mình chứ? Đương nhiên phải tìm cách giúp mình thoải mái một chút. Lâm Di thay y phục màu xanh nhạt ra, gọi Quất Hồng tới, lấy cho ta cuốn kinh Phật khi trước ta cho người chép lại đây. Người ngoài có hỏi thì cứ nói ta ở trong phòng chép kinh. Thái hậu nương nương rất tin Phật, nếu sau khi từ trong cung về nàng tự kiểm điểm lại bản thân, có lẽ Thái hậu nương nương cũng sẽ nguôi giận một chút. Lâm Di tới buồng sưởi nghỉ ngơi một lát, Cùng Mama cho người nghe ngóng tin tức về kể. Thái hậu nương nương thường cho Ngũ Vương Phi một pho tượng Bồ Tát, còn tặng luôn cả chuỗi Phật mình thường đeo nữa. Tất cả mọi người đều tìm cách thăm dò tin tức trong cung. Thông qua việc tin đạo mà giành được lòng yêu thích của Thái hậu nương nương là tốt nhất. Lâm Di nhìn Cùng Mama, cho người tới phủ Hiến quận vương mượn giúp ta một bộ kinh Phật đi. Một canh giờ sau, Cùng Mama quay lại báo, Hiến quận Vương Phi nói bộ kinh Phật đó đã bị Ngũ Vương Phi mượn trước rồi. Lâm Di chống người dậy, ở phủ Hiền quận vương có bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, chuyên dùng để cầu phúc. Không ngờ Ngũ Vương Phi đã biết điều này từ trước. Trong Tam Tiến Viện, Chu lão phu nhân nhìn nhũ mẫu đang dỗ Toàn Ca ngủ. Bên miệng Toàn Ca còn dính vết keo đường. Nhũ mẫu lập tức bảo nha hoàn mang nước tới lau cho thằng bé. Giống như phụ thân nó khi còn bé, rất tham ăn. Nhũ mẫu cười nói, trẻ con đứa nào cũng thích đồ ngọt, bọn nô tỳ không dám cho ăn nhiều. Chu lão phu nhân nhìn số đậu phụ vàng và bánh nghìn lớp trong khay sứ trắng. Bên trên đều có một lớp đường, điểm tâm này do ai làm? Mấy ngày rồi Toàn Ca chưa được ăn ngon, từ khi Đại Thái Thái mất, Toàn Ca không ngủ được cũng không chịu ăn, cả ngày cứ khóc đòi phụ thân và mẫu thân. Nhũ mẫu vừa nhận chiếc khăn từ tay nha hoàn vừa nói, nô tỳ không làm mấy món này, khi nãy nô tỳ tới nhà bếp hỏi thì đúng lúc gặp quận Vương Phi, là ý của quận Vương Phi đấy à? Nói tới đây, nhìn thấy thân Mama nhíu mày. Nhũ mẫu cập tức ngậm miệng. Chu lão phu nhân cụp mắt không hỏi nữa, giao việc cho nhũ mẫu, chăm sóc Toàn Ca cho thật tốt, chờ thằng bé ngủ rồi thì đốt hương an thần. Nhũ mẫu lập tức vâng giả. Chu lão phu nhân rời khỏi buồng sưởi, sau khi về phòng, thân Mama hầu hạ bà ta đổi y phục, lên giường nằm. Thân Mama khẽ kể, quận Vương Phi phải người tới phủ Hiến quận vương mượn kinh Phật. Chu lão phu nhân như thể đang nhập thiền. Thân Mama lại nói tiếp, nhưng không ngờ rằng, bộ kinh Phật kia đã bị Ngũ Vương Phi mượn trước rồi. Chu lão phu nhân mở mắt ra, vậy Ngũ Vương Phi nên cảm ơn Trần Thị mới đúng. Nếu không nhờ Trần Thị, có lẽ Ngũ Vương Phi còn chẳng hay biết phủ Hiến quận vương có quyền kinh Phật đó. Ổn kinh Phật quận Vương Phi muốn mượn để lấy lòng Thái hậu lại bị người khác nhanh tay đoạt trước. Không biết bây giờ trong lòng nàng ta cảm thấy thế nào. Chu lão phu nhân nói. Trần Thị muốn chừa cho mình một đường lui, ngộ nhỡ không thể trông cậy vào Hoàng hậu nương nương thì dùng kinh Phật lấy lòng Thái hậu nương nương, tưởng người khác không phát hiện ra ư. Vẫn là lão phu nhân nhìn xa trông rộng, bố trí vài nội gián mới nắm trong tay nhất cử nhất động của quận Vương Phi, biết được những dự tính của nàng ta. Mấy năm nay lão phu nhân đã trải qua bao nhiêu chuyện, đúng như tục ngữ hay nói, gừng càng già càng cay. Thân Mama dâng trà cho Chu lão phu nhân. Nô tỳ cảm thấy, Ngũ Vương Phi phải cảm tạ lão phu nhân đấy. Đều nhờ có lão phu nhân tiết lộ tin tức cho Ngũ Vương Phi. Chu lão phu nhân cũng không phủ nhận, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bấy giờ thân Mama mới rón rén mang đèn lui ra ngoài. Ngũ Vương Phủ lập đàn cầu phúc, nữ quyển trong kinh và ngoại thành đều đồng loạt tặng kinh Phật chép tay tới. Ngũ Vương Phủ lập tức rộn ràng hẳn lên. Hôm ban thưởng cho Ngũ Vương Phi, Thái hậu nương nương còn kéo tay Thục Phi nương nương cảm thán rằng, Hoàng thượng đúng là may mắn khi có được con trai giỏi con dâu ngoan thế này. Bệnh tình của Hoàng thượng dường như có khởi sắc, có hôm còn được Ngũ Vương gia đỡ đi được mấy bước. Thái hậu rất vui mừng, sai Thục Phi thay thế Hoàng hậu đến chăm sóc Hoàng thượng. Lúc Thục Phi vào dưỡng tâm điện, nhìn thấy Hoàng hậu đang xem tấu chương thì sợ tới mức không dám bước nửa bước qua cửa điện. tin tức rầm rộ hẳn lên, những triều thần theo phe hoàng hậu cũng không dám nói lại. Hoàng hậu nương nương vốn đã bị nghi ngờ từng nhúng tay vào chuyện triều chính, bây giờ lại ồn ào như vậy, càng làm trong ngoài cùng bàn luận ầm ĩ hơn, rằng dẫu là bậc mẫu nghi thiên hạ cũng không được phép làm vậy. Thái hậu gọi hoàng hậu tới hỏi, hoàng hậu không hề giải thích, tiền bị thái hậu khiển trách, phạt bà về cảnh nhân cung đóng cửa tự kiểm điểm. Cửa lớn cảnh nhân cũng vừa đóng lại, Thục Phi cập tức vào dưỡng tâm điện chăm sóc hoàng thượng. Điều này như thể nói với mọi người rằng, hoàng hậu nương nương đã hoàn toàn thất thế, mọi người nên theo phe Thục Phi và Ngũ Vương gia. Chu lão phu nhân nghe được tin đó, chậm chậm xoay chuỗi Phật châu trong tay, không ngờ mới có mấy ngày mà đã thay đổi nhiều đến thế. Nếu cứ như vậy, tín thân Vương Phi đi cầu xin Thái hậu nương nương, có lẽ Nguyễn Cảnh sẽ được thả ra. Thân Mama nói, nô tỳ thấy hình như quận Vương Phi cũng hết cách rồi. Mấy ngày nay nàng ta vẫn đóng cửa ở trong phòng chép kinh Phật tĩnh dưỡng, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không về. Mí mắt Chu lão phu nhân không hề rung động, nàng ta dám trở về mới lạ. Từ trước tới nay chỉ có ngự sử đi tố cáo người khác thôi. Quảng Bình hầu đến khoa đạo liền thay đổi tiền lệ, bây giờ ngự sử lại bị tổ tội kết bè kết đảng. Giờ Trần Thị mà trở về, có khác nào kéo quận Vương Phủ bị liên lụy theo đâu. Thân Mama gật đầu, nô tỳ không suy nghĩ thấu đáo, nói vậy tức là quận Vương gia sẽ không xen vào chuyện của phủ Quảng Bình hầu nữa. Đôi mắt Chu lão phu nhân thoáng lóe sáng, Nguyên Triệt vốn có qua lại với nhà Quốc Cữu, bây giờ muốn trèo lên cao càng phải dựa vào họ, còn đâu sức quan tâm tới Trần gia nữa. Thân Mama không hiểu chính sự, nhưng lại nắm rất rõ chuyện trong nhà, mấy ngày nay quận Vương gia vẫn luôn đi sớm về khuya, rất ít khi ăn cơm ở nhà. Quan hệ giữa quận Vương gia và quận Vương Phi có lẽ không còn tốt đẹp như trước nữa. Ngoại trừ dựa vào quận Vương gia thì quận Vương Phi còn làm gì được nữa chứ? Những người qua lại thân thiết với quận Vương Phi chỉ có Trịnh thất tiểu thư, Hiến quận Vương Phi và vài phu nhân tôn thất địa vị không cao, những người này sao có thể giúp nàng ta được? Bên này Chu lão phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, bên kia Hiền quận Vương Phi mới tới phủ thăm Lâm Di. Hai người vào trong phòng ngồi. Hiến quận Vương Phi kéo tay Lâm Di, mấy ngày nay muội bị bệnh sao, gầy tới mức mặt nhọn đi này. Lâm Di lắc đầu, vẫn như bình thường thôi, nàng ăn không ít, ngủ cũng say, không bị cơn ác mộng kiếp trước dày vò, cả người cũng có tinh thần hơn. Hiến quận Vương Phi thở dài, bên nhà mẹ muội sao rồi? Quận Vương gia không nói gì sao? Từ lần nàng nằm mơ đánh Chu Thập Cửu, giữa hai người họ luôn có một sự ngăn cách khó diễn tả. Khi xưa mỗi lần nàng tiễn Chu Thập Cửu rời khỏi Nhị Tiến Viện, Chu Thập Cửu đi qua hành lang sẽ quay lại nhìn nàng. Bây giờ, nàng vẫn tiễn chàng ra tận cửa, đúng lại một lúc lâu cũng không thấy chàng quay đầu lại. Hai người vẫn nằm chung giường, nhưng không còn vô thức ngẩng đầu lên nhìn đối phương như lúc trước, không còn những khoảnh khắc mỗi khi nhìn vào mắt nhau là dường như có thể nhìn thấu cả tâm sự của nhau nữa. Không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu. Chu Thập Cửu không lượn lờ ở trước mặt nàng cũng có ý lẩn tránh, thậm chí hai người gặp lại nhau sau cả ngày dài cũng không nói được mấy câu. Những chuyện này không cần nói cũng rõ. Lâm Di hoàn hồn, nói với Hiến quận Vương Phi, chỉ tiếc mấy quyển kinh Phật thôi, e rằng Ngũ Vương Phi mượn rồi sẽ không trả lại nữa. Trong phòng vốn không có người ngoài, Hiền quận Vương Phi cũng không bận tâm nhiều, quận Vương gia nhà ta vốn không tin những thứ này. Kinh Phật là do ta mang về. Nói rồi nàng dừng một chút, trước đó chúng ta đã lường được sẽ như thế, nên cũng không tính là mất trắng. Lâm Di và Hiền quận Vương Phi nhìn nhau cười. Muội ở nhà nên chắc có vài chuyện chưa nắm được. Hiền quận Vương Phi nói, bên Tôn Thất Doanh đã sắp xếp xong chuyện tu sửa lại tháp vàng thờ Dược Vương. Lâm Di không hề ngạc nhiên, đây là chuyện nàng đã sớm ngờ tới. Hiền quận Vương Phi nói tiếp, thật sự nhanh hơn cả chúng ta nghĩ. Tín thân Vương đã cho mời Phổ Viễn Đại Sư. Phổ Viễn Đại Sư và Chân Am đều nổi danh như nhau. Bây giờ không tìm thấy đệ tử Chân Am, nhưng lại mời được Phổ Viễn Đại Sư. Thái hậu nương nương nghe xong chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đây chính là điểm mà tín thân Vương Phi muốn lợi dụng. Lâm Di hỏi, tỷ có nghe nói sẽ tu sửa tháp vàng thế nào không? Hiền quận Vương Phi đáp, mọi người nghe tin này đều bàn luận về chuyện tiền bạc. Cuối năm nhà ai cũng phải tiêu rất nhiều tiền, trong khi muốn xây tháp vàng cần số tiền không nhỏ. Lâm Di rót một chén trà lão quân mi cho Hiến Quận Vương Phi. Một loại trà ngon, lá màu trắng, hình dáng cong cong như chân mày. Không thể giảm quả lễ Tết trong năm, sau khi để dành một khoản cho năm sau, số còn dư lại không hề dễ phân chia tỷ nào. Cuối năm phải phát cháo từ thiện cứu tế dân chúng, Tôn Thất Doanh phải theo Hoàng thượng đi tề tổ, rồi xây dựng lại tháp vàng. Phủ Tín Thân Vương và Phủ Ngũ Vương được vẻ vang hơn nhiều, nhưng các tổn thất có địa vị thấp lại tốn tiền vô ích. Tín Thân Vương Phi muốn chủ trì đại cục e rằng không dễ dàng như vậy, tất cả đều đặt cuộc xem Tín Thân Vương Phi sẽ lấy đâu ra số tiền này. Mắt Lâm Di sáng lên. Hiến Quận Vương Phi cười nhìn Lâm Di, chuyện gì cũng bị muội đoán trúng hết, tất cả đều tính hay là tiết kiệm tiền từ việc phát cháo cứu tế, dẫu gì bên trên cũng đâu biết mà tới cha. Đôi mắt trong trẻo của Lâm Di bỗng tĩnh mịch lạ thường, không dám gạt Hoàng thượng nên chỉ đành cửa bách tính, đâu có ai để ý mỗi ngày cẩu cháo dùng hết bao nhiêu gạo. Dân chủng có chết đói cũng không ai truy vấn, năm nào Tôn Thất Doanh cũng mở kêu phát cháo, trong cung sẽ rót tiền thưởng xuống, cho dù chuyển số tiền này sang dùng để tu sửa tháp vàng cầu phúc cho Hoàng thượng, thì có ai dám tố cáo chứ? Hiến Quận Vương Phi rất thích tính cách của Lâm Di, ở bên cạnh Lâm Di tuôn thấy yên tâm hơn nhiều, bây giờ chúng ta cứ chờ xem bọn họ xoay sở thế nào. Lâm Di mới tiễn Hiền Quận Vương Phi đi, vừa đúng cúc Chu Thập Cửu về phủ. Lâm Di tới phòng xếp hầu hạ Chu Thập Cửu thay quan phục ra, xong xuôi nàng vừa định xoay người rời đi thì bị kéo tay. Chu Thập Cửu ôm nàng vào còng, sao Nguyễn Nguyên không hỏi ta chuyện triều chính? Thật sự không muốn dựa vào ta ư? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.